rồi hai bánh đi. Em quay ớt thì kỹ với em. Gầm mùng 1 nghỉ nha cô chú chị. Đây cũng có nè, cô đang làm phần này hình như bún mắm hả cô? Dạ. Để sờ bột luôn. Nó có cà tím nữa kìa. Bột viên huyết nha. Bún mọc thì bao nhiêu một tô cô? Bún mọc á, bột cục sườn với lại 4 cục mọc chả luôn là 35 ngàn. Dạ. Mẹ em ăn này 2 cục sườn là 45 nè. À đặc biệt nè, 2 sườn luôn. Dạ, cho quá trời thịt luôn cô chú chị. Đó, y chang như thịt à, mà. Đúng. Ở đây quan trọng là cái thịt tươi nè. Tôm cũng tươi mà tôm to lắm. Tôm nó to gấp đôi những quán khác luôn á. Tôm này chắc tôm xuống rồi mà rau là cho rất là nhiều luôn nha. Lúc nào cũng rau đầy đặn hết trơn luôn. Ăn không hết rau được. Ăn vi vu luôn phải không? Đúng rồi. Mà thích nhất là ớt nè. Ớt này làm rất là kỹ nha. Mình coi thử nè. Nó không có giấm luôn. Nó khô luôn. À đúng rồi. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo kênh Nút Phương Vlog nha. Hôm nay cô phát hiện một địa điểm bán rất là nhiều món luôn cô chú anh chị. Đây, menu chỗ của cô này nha cô chú anh chị. Bún Thái cô Dung nha, ở địa chỉ 76/50 đường Phan Tây Hồ nha cô chú anh chị. Hôm nay là đường Phan Xích Long nha cô chú anh chị, phường 2 quận Phú Nhuận nha. Đây là giao với đường Phùng Văn Cung nha cô chú anh chị, đi đường Phan Xích Long. Quẹo vô đường Phùng Văn Cung ha. Đây, đây là chung cư bên đường Phan Xích Long này. Rồi, đây vô đường Phùng Văn Cung ha. Cô chú anh chị chạy tới ngã ba đầu tiên là đường Phùng Văn Cung là quẹo trái không. Nhưng mà mình đi thẳng luôn nha cô chú anh chị, đi thẳng xuống dưới. Đi thẳng là chỗ chiếc xe 7 chỗ nó đang chạy vô á. Đi thẳng luôn, không quẹo bất cứ đâu ha. Đó, đi thẳng luôn. Là sẽ gặp quán cũng cô Dung nha cô chú anh chị. Đi cái đường này là dễ nhất nha. Đi cái đường này vô là đụng liền luôn. Vừa tới thẳng là chỗ chiếc xe 7 chỗ đó là đụng cái ngã ba chạy thẳng luôn nha cô chú anh chị, là thấy chỗ của cô Dung bán liền. Mỗi ngày nè, bún Thái, bún mắm, bánh canh cua, bún bò, có thể là mỗi ngày cô bán đổi món luôn cô chú anh chị. Đây cái không gian trước cái chỗ bán của cô nha. Cái đường đi thì nãy Phương có chỉ cô chú anh chị rồi đó. Nếu mà đi dễ tìm nhất là đi đường Phan Xích Long đi vô nha cả nhà. Đây, bán lề đường thôi đó, có để bàn này. Khách ngồi ăn buổi sáng nha cô chú chị. Đây cô Dung cô ở đèn nè, nãy Phương có vào xin cô quay rồi. Rồi bây giờ hỏi con này cô bán món gì nha cô chú chị. Dạ con chào cô Dung. Ở đây quán mình bán mấy giờ vậy cô? Bán từ 6 rưỡi sáng cho tới 11 giờ trưa nha. Dạ. Ngày nào mình cũng bán hả cô? Ngày nào cũng bán, nó có rành là chị hay nghỉ thôi. Dạ. Rằm mùng 1 thì hay nghỉ. Rằm mùng 1 nghỉ nha cô chú chị. Đây mình thấy bán rất là nhiều món luôn. Hôm nay mình bán món gì cô hả? Bún Thái, bún mắm. Bún mọc, mì, hủ tiếu, bánh canh nha. Trời, hôm nay bán 3 4 món luôn. Dạ, 3 món. Ngày nào mình cũng vậy hay là tùy bữa cô? Nói chung là bún Thái, bún mắm là ngày nào. Còn bữa mấy cái bán hủ tiếu thì đổi không có còn. Dạ. Ở đây cô Dung bán 6 giờ rưỡi sáng rồi cô chú chị. 6 giờ sáng là cô bán rồi. Một ngày bán 3-4 món luôn. Bún Thái, bún mắm thì ngày nào cũng có nè. Cô đang làm phần này hình như bún mắm rồi cô. Dạ. Bún mắm. Mình bán vậy thì bao nhiêu tiền một phần cô? 50 nha. Dạ. Giá đồ tươi không? Dạ, bún mắm. Bún mắm có heo quay, tôm, chả nha cô chú chị. 50 ngàn. Đây là 3 tô là bún mắm hết nha. Bún mắm với bún Thái là có mỗi ngày nha. Còn mấy món kia thì đổi ngày á, mỗi món đổi khác nhau nha. Đây, món này. Hàng kia Phương thấy 3 nồi nước lèo luôn nè cô chú chị. Bên này Phương thấy có mọc với bò viên huyết nè. Đây bún mắm trong đây nha. Cô này hút bún mắm. Sòi quá, bớt gà. Để sòi bột luôn. Nó có cà tím nữa kìa. Quá chất lượng. Thảo ơi bớt nha mấy Thảo. Đây có rau rau rất là tươi. Rau nàng bún mắm này cả nhà. Bên này rau nàng bún Thái nè. Hai đổ luôn.
ta một ngày ta bán có một món rồi cô Dung ở đây một ngày bán tới mấy món rồi. Quá dữ. Quay YouTube với cô. Dạ. Mẹ lên đúng không? Dạ, giới thiệu cho cô Dung bán đông đông. Giới thiệu cho cô Dung bán đông khách. Mình thấy ở đây nhiều đồ ăn cả nha. Có heo quay nè, có sườn nè, thịt bò. Hình như này có hến hay cô chứ chị. Hến này ăn bún thái hay sao á? Tôm mực. Tôm lột vỏ rồi nha, rất là tươi luôn nha cô chú, rất là tươi và to nha. Cả cá này nè. Ủa cái này hến nữa không cô? Ăn bún thái hả cô? Đúng rồi. Dạ. Lên Sài Gòn. Hai em trai này chắc mối ruột à. Em ăn em hay quay lại lắm, em ăn dạ. Ở đây cô Dung bán từ thứ hai tới chủ nhật luôn nha cô chú anh chị. Chỉ nghỉ những ngày rằm mùng 1 thôi. Sáng nào cũng bán hết. Này ăn cái gì mà có sườn vậy cô? Này em ăn bún mọc. Bún mọc ha. Dạ. Bún mọc đây, là bún mọc. Ồ. Có mọc bò viên huyết. Bún mọc thì bao nhiêu một tô cô? Bún mọc á, một cục sườn với lại bốn cục mọc chả luôn là 35.000. Dạ. Còn mẹ em ăn này hai cục sườn là 45.000. À đặc biệt nè, hai sườn luôn. Dạ. Cho quá trời thịt luôn của chú chị. Đó, y chang như thịt bán lại là y chang vậy luôn. Dạ. Có sao bán vậy? Hôm nay có chỗ cô Dung bán nhiều món của chúng ở bên Phú Nhuận nữa. Gần. Hiện tại thì khách đã ngồi gần như gần hết bàn rồi. Heo quay à. Heo quay quá trời ngon. Bún thái, bún mọc. Ở cái nồi nước lèo bên kia là bán gì? Bún thái đây em, nó là bự. À, là bên kia bún thái. Đây là bún mắm ngon lắm á. Thấy khách vô ăn bún mắm không à? Cho chị. Bún mắm là có mỗi ngày luôn. Khách có ngại không? Khách có ngại không? Khách không ngại, hai em trai vui à. Phần đầy đủ luôn. Đủ cô bún mắm. Thấy rổ rau là thấy uy tín rồi cả nhà, hai rổ rau. Xuất sắc. Thêm một rổ rau vô nữa. Rau đắng, còn súng, rau muống bào. Kiểu này rồi. Bưng giùm Thảo ơi, bưng cái chỉ giùm Thảo. Rồi, bưng luôn. Em trai này ăn gì nè, em trai áo tím. Thảo, từ đây Thảo. Chỉ tôi đặc biệt nè. Đặc biệt thêm tôm. Hai bằng chó. Em ăn thì đây, cái đường bên này là đường chạy thẳng ra đường Phan Xích Long nha cô chú anh chị. Đi đường này dễ hơn đi mấy đường khác nha. Tôi thấy đường này là dễ đi nhất. Chạy thẳng ra đường này là Phan Xích Long. Thì mấy đường kia khó tìm lắm các nhà. Ba nồi luôn. Chữ thiệt. Bởi vì tới đây có nhiều sự lựa chọn của chú anh chị. Không phải bán một món rồi, tới đây có nhiều món rồi. Chạy ghê thiệt. Mình không thích ăn món này thì mình ăn món khác, không có bị ngán. Đồ ăn nhìn tươi ghê. Mình bán đây được lâu chưa vậy cô Dung? À, hơn 10 năm rồi cô chú chị. Phương ít đi cái đường này lắm, Phương đi đường Phan Xích Long vô Phùng Văn Cung là quẹo ra đường Phan Đăng Lưu à. Chứ không có đi thẳng xuống dưới này. Này mới biết chỗ này cô bán được cả chục năm rồi. Cô chú anh chị nào xem mà biết chỗ nào bán đồ ăn ngon thì chia sẻ địa chỉ nha. Phương tới Phương quay cho
mọi người biết đó, tới ăn thưởng thức ủng hộ quán luôn. Bé có mua về không bé? Dạ. Tao phụ chạy bàn mà. À, Úc Phương Vlog chị. Úc Phương Vlog. Dạ. Dạ cảm ơn chị nha. Lên YouTube bấm là ra. Em đi quay sưu tầm những địa điểm quán ăn ngon. Có gì khách dư tính chọc cái chị. Dạ. Bên này là nồi bún Thái nè cả nhà. Nó nấm rơm trong này nè. Bún Thái này người nào mà ăn cay không được chắc không được ăn được ha, nó cay không. Dạ không cay ha. Thế thì à. Mỗi ngày mình định là hai nồi nè, một nồi bún mắm, một nồi bún Thái nè ha. Còn cái món kia thì bán phụ mỗi ngày đổi ha. Cái tính gì? Chúc ăn thử bún mắm chỗ của cô Dung coi sao. Nó ngon không, đặc sắc không, bún mắm mỗi ngày. Cái nồi mọc này nhìn cũng thấy thèm đó. Chắc ở đây Phương ghé lại nhiều lần muốn ăn mới được đủ món. À, mọc nó to quá ha. Quá trời luôn á, thấy trong này là mọc cây luôn. Thấy có cùng mực bỏ vô cho nước nó ngọt này cả nhà. Còn cái nồi mọc quá ngon. Ở đây trung bình khoảng 35.000 một tô thôi nha cô chú. Bún mắm thì nó quá đặc biệt rồi, nó giá 50.000. Tô bún mắm cho anh chị ăn gì chị? Chị bún mắm. Mắm luôn, hai mắm luôn ha. Mắm thì không thể thiếu heo quay. Cái tủ vừa vừa thôi mà bán nhiều món quá. Để quá trời đồ ăn luôn. Chị nấu bún mắm. Chị nấu nhiều món vậy là sáng dậy sớm lắm ha chị. 3 giờ em. 3 giờ nấu tới 6 giờ dọn bán luôn ha. Đúng rồi. Cái nhiều món quá, người ta bán một món rồi tới ba món. Nấu cái cũng quen hả chị? Quen là không lẹ. Dạ. Này ông xã chị. Ông xã chị. Dạ. Còn chị này phụ chị ha. Chị là bạn á. Dạ. Bạn. Có hai vợ chồng bán rồi hả? Hai vợ chồng. Có con ra phụ không? Con chị đi học. Dạ. Đứa đại học với đứa lớp 7. À. Chị cũng ngoài 50 rồi. Dạ. Thấy gì cái quán à? Cô Dung. Ngoài 50 mà nhìn thấy trẻ quá. Trẻ hả? Em biết kêu cô hay kêu chị. Thấy gì bản cô rồi. Dung, em kêu cô Dung. Tại trên à. Nao là bán bún Thái cô Dung. À, có nao nữa hả chị? Nao. À, có nao, có app luôn nha cô chú chị. Nao, chị đáp nao thôi à. Dạ, app nao thôi, không đăng ký app. Giờ đây là Shopee gì đó. Dạ, Shopee Food. Đó, đúng rồi. Hai app đó nữa, giờ có hai app đó thông dụng thôi. Dạ, đó. À, có bán trên app luôn nha cô chú chị, ở xa mà. Buổi sáng có muốn ăn đặt thì lên app đặt nha. Zalo của ai mà kêu lớn vậy. Chỗ này buổi sáng cũng khá là mát mẻ cô chú anh chị. Người cứ hướng mặt trời á, mặt trời bị mấy cái nhà che. Ở đây có cái chung cư Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Trời che nên không có nắng lắm nha. Hai em này chắc ăn mối đây rồi hả? Ngày nào cũng ăn hả? Ngày nào cũng ăn đó, ăn ghiền quá. Ngon không? Ngon, thấy sao? Dạ đây thì anh nói trước đi, em ăn chờ nhỏ lớn giờ ăn bún mắm ngon vậy. Mà thường ăn món gì ở đây? Ở đây có bún mắm. Nè, bún mắm, bún Thái. À, đúng. Ở đây quan trọng là cái thịt tươi nè. Tôm tươi mà tôm to lắm. Tôm nó to gấp đôi những quán khác luôn á.
tôm này chắc tôm xuống là rau ngọt là cho rất là nhiều luôn nha, lúc nào cũng rau đầy đặn hết trơn luôn, ăn không có rau được, ăn vi vu luôn phải không? Mà thích nhất là ớt nè. Ớt đây làm rất là kỹ nha, mình coi thể này không có giấm luôn, nó khô luôn à, đúng rồi, ớt đều đẹp luôn. Tại ớt ở ngoài chợ nó có hai loại, một loại là người ta sẽ gan rửa, còn người ta chưa rửa này là người ta rửa còn người ta mới cắt lên. Rồi cảm ơn anh nhiều, em trai này sành nặng quá rồi, cảm ơn em nha, rồi. Chúc em ngon miệng rồi, cảm ơn em nhiều. Trời ơi, vui vẻ cả nha. Cái nồi để hơi phức bên này nha cô chú chị, mỗi lần múc mà để phải đi qua bên đó xíu. Tại vì nói chung ở đây công an nó cũng khó đây. Dạ. Mình bán hơi sát sát vô được rồi, kiếm lòng lề đường ta cũng cho mình bán chứ không bán. Hơi sát sát vô. Mình phải gọn gàng lại đấy thôi. Dạ. Đồ ăn quá hấp dẫn. Cái nồi này chất lượng quá, ngọt quá. Cái nồi này chị bán ấy lắm nhưng mà nó người ta thích, người ta ăn lắm. Nói chung chị bán đồ tươi thôi. Dạ. Tại vì trễ, còn mấy ngày trong tuần người ta đi làm, người ta ghé sớm khoảng tầm 7 giờ bắt đầu là đông nghẹt ha. Nè, xương ống là thế hả? Dạ. Có xíu quách luôn hả chị? Phải nấu cái xương ống thì nó mới ngọt. Dạ. À, cái xương ống. Tôi thấy cái nồi nước này có chút xíu rồi, tôi chỉ bỏ quá trời tích binh trong này luôn đó nha. Xương này này, này giống chủ yếu là người ta ăn đồ ăn nhiều. Nó giống gan quá. À, gan. À, quá trời đồ ăn luôn. Đầy nghẹt cái trống luôn á. Cái người ta thích. Để chết một cách thấy á. Dạ. Đây. Rồi mình cũng chị. Có ngay nhiêu em? Em 40 em. Rồi Phương kiếm bàn thấy dùng làm Phương một tô bún mắm ăn thử coi nha. Em ăn cái gì? Có bàn là có bàn. Chị em tô bún mắm đi. Ăn thử bún mắm ở quán chị coi. Mấy món này từ từ ăn. Hôm nay ăn trước bún mắm đi. Tô bún mắm. Chị bán là chị cứ lục. Rớt cái kiến rồi coi chừng đó. Chị bán là chị cứ lục thêm hoài nè. Dạ. Phương kêu bún mắm rồi có bàn. Có bàn ngoài kia. Ít bún thôi nha chị. Em ăn ít bún. Rau để đi khỏi luộc ha, khỏi trộn. Dạ. Không biết trả tiền. Dạ. Anh ơi, anh mai rút tiền không trả tiền nên chạy. Trời ăn quen mà cứ đi đi, bữa sau ghé trả tiền cô Dung đâu sao đâu. Cua bún ngon lắm mà bún cua. Trời ơi, quậy dữ vậy trời. Nhưng mà thôi khỏi trả đi, người quen mà. Nói mà. Khỏi trả. Khỏi trả, mốt chuyện khác cho chị. Đúng rồi. Ủa là sao khỏi trả mà chuyển khoản rồi đó. Lâu lâu chuyển khoản chị được rồi. Chị Dung để cái bản tài khoản, số tài khoản đây nè. À, bà mốt để cái tài khoản. Đúng rồi, ai ăn thích chuyển khoản thì chuyển khoản luôn. Thôi đi, cho bắt đầu đi. Cậu quay hết đi. Một cuốn mắm, một cuốn mắm. Có hai ly gì đó miễn phí thôi nha. Rồi, tính tiền rồi kia luôn. Đó em nói đặc biệt 45 ngày đó. Là đi làm cái chơi thì đúng không? Xong rồi đó cả nhà, ra bàn nha. Bê liền hả? Giới thiệu luôn hả? Có ăn tiền cò không? Khi em bàn ngoài đó. Cho ba về quảng cáo. Nó so quá chị Dung ơi. Cái nào bún mọc à. Bớt gà đó.
nhiệt tình quá, quảng cáo nhiệt tình quá. Có giảm giá, có giảm giá. Bánh quật là master Vũ Vương. Master là hay đó. Master Vũ Vương. Trời ơi, lạ không em liền luôn. Có gì nó mới chỉ á trời. Rồi ra bạn ngồi thôi nha cô chú chị ơi, có bún mắm ăn rồi. Đây Phương có kêu cô Dung làm cho Phương một tô bún mắm này nha cô chú anh chị. À, tô này đầy đủ 50.000 nha. Ăn kèm với rau nè. Rau để không có trụng nha cô chú anh chị. Rau rất là tươi luôn. Nhìn với rau là uy tín rồi. Không có gì, rau rất là nhiều luôn. Ở đây có đầy đủ hết nha. Có ớt sa tế nè, ớt bằm nè, chanh nè. Ở đây Phương thấy đặc biệt là có nước chấm nè, nước mắm mà. Này nước mắm me nha cô chú anh chị. Đó, này với ớt xanh để chấm hải sản ăn rất là ngon nha. Cái này mấy quán ốc người ta hay ăn mà ở đây bán bún mắm có cái nước chấm này luôn. Quá uy tín. Nguyên một chai luôn, bàn nào cũng có nguyên một chai hết. Đây coi tô bún mắm nha, ăn thử coi. Vừa thấy dùng cho heo quay nhiều lắm cả nhà. 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng heo quay. Đây miếng nữa nè, 4 miếng heo quay. À mực ha, mực phành. Ồ mực khá là dày luôn nha cô chú chị. Đây chả cá ha, thấy hình như hai miếng hay quay đây nữa nè, hai miếng chả cá nha cô chú chị. Đó, đây một con tôm, tôm rất là to, lọc vỏ rồi. Đây cà tím ha. Rồi thử miếng nước lèo coi, cho miếng ớt vô nữa, thơm quá, khách vô quá trời luôn, khách vô. Hôm nay chủ nhật người ta đi ăn trễ cả nha. Rồi thử miếng nước lèo nha, rất ngon. Rất là đậm đà luôn. Thơm cực kỳ, thơm mùi mắm luôn. Ngon à. Ngon ghê. Cho miếng chanh vô nữa, cho nó chua chua mới đã cả nha. Đây buôn bán thấy bán lề đường nhưng mà rất là sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị, thấy cái bàn không? Đó, rất là sạch sẽ luôn. Khách vừa ăn xong là có người lại dọn lau bàn sạch sẽ, có trà đá uống miễn phí luôn nha. Rồi thử miếng heo quay ra, chấm cái nào cũng được nha cô chú anh chị, nước mắm me hay là nước muối ớt xanh cũng được nha. Xanh là chiên chấm hải sản, heo quay thì chấm nước mắm me. Mời cô chú anh chị mình nha. Nồi quay nó ngon. Bún mắm 50, bún thái 45, bánh canh hủ tiếu 35. Tại vì cái bún mắm bún thái này có hải sản heo quay nữa, giá nó hơi cao hơn mấy cái kia. Cà tím, chả cá, chả cá rất là to luôn. Chả cá ngon quá vậy, ồ dai ngon cái nha. Chả cá này ngon nha, thử miếng bún không? Sợi bún khá là nhỏ, nhỏ hơn sợi bún bò nữa nha cô chú chị. Rồi thử con tôm à, tôm phải chấm hải sản bên này. Mời cô chú anh chị mình nha, tôm khá là to. Cái nước chấm này, chấm hải sản ăn cực kỳ ngon luôn, không chê vào đâu được. Chú anh chị đây tới đây ăn thử ha, thấy cái nước chấm này nè, chấm mực với tôm cực kỳ ngon, mực dày không? Mời cô chú anh chị mình nha. Nước chấm này ngon quá. Có cái công thức làm nước chấm này nè cô chú anh chị, bỏ ớt xanh, đường, có sữa tươi, có sữa đặc trong này nữa.
ngon ghê á. Đây, cho đào vô. Đâu quá trời rào. Người đâu có ăn hết mấy cái rào này. Ăn mấy cái bông súng với kèo nèo nè, ngon. Này cái này là rau này là không thể thiếu khi ăn bún mắm nha. Rau đắng. Rau đắng dạo này người ta trọng bớt cái vị đắng hơn so với trước ăn đắng hơn nha. Nguyên một tô. Quá ngọt à. Cô chú anh chị xem video cho Phương xin một like với một chia sẻ. Chú anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm nút đăng ký kênh subscribe giúp Phương nha. Rồi sắp vô rồi, chú chị ơi, sắp tới rồi. Giờ này đi ăn rồi, bây giờ hơn 8 giờ rồi, gần 8 rưỡi rồi, sắp mới đi. Chủ nhật ngủ trễ vậy trễ. Thôi Phương xin kết thúc video ở đây để ăn cho hết cái tô bún mắm này nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình theo dõi video nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.